Đầu tiên có lời cảm ơn đến hai bên họ hàng gia đình, đặc biệt là hai bên bậc cha, bậc mẹ và bà ngoại đã luôn luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện. Từ cái lúc mà chúng con biết nhau, yêu nhau và hôm nay tiến tới hôn nhân thì thật sự chúng con rất biết ơn. Thì tôi đại diện cho bên nhà trai, nên ngày lành tháng tốt chúng tôi mang sính lễ sang để xin phép bên nhà gái và họ hàng bên nhà gái để chúng tôi xin được đón dâu về. Con sẽ không còn là trong vòng tay bé bỏng của mẹ chăm sóc nữa. Mẹ nghĩ rằng là ngày mai là cái ngày mà con bước sang trang mới cho của cuộc sống của mình. Thì mẹ mong rằng là con sẽ là một người phụ nữ trưởng thành, sẽ là một người vợ tốt, sẽ là một con dâu hiếu thảo và cũng sẽ là một người mẹ trong tương lai. Hơn ai hết, mẹ mong rằng là hai tụi con trong ngày vui trọng đại này và bây giờ và mãi mãi sẽ là hạnh phúc trọn đời. There's a couple billion people in the world and a million other places we could be, but you're here with me. Take a moment just to take it in, 'cause every high and every low led to this. I'm just so glad you exist. It's just us in this room. All the right words at the right time, and you know them 'cause you know me better than anyone else. We don't need anyone else. There's a couple billion people in the world and a million other places we could be, but you're here with me. Take a moment just to take it in. It's every high. Xin phép anh nhà gái, bà ngoại, hai em và tất cả họ là gái để rước cô dâu về gia đình. Don't you ever go, don't you ever go, don't you ever go changing. Never let me go, never let me go, never let me go baby. Con sống tử tế với nhau là được, là đủ. Rồi có trong gì có khó khăn thì có cha đây, có mẹ đây. Chúc các con thành công, hạnh phúc.
cuối cùng chắc anh gửi lời nhanh thôi tới em đã cùng anh trải qua 7 năm vui buồn có, thì anh nghĩ 7 năm cũng là thời gian đủ dài để mình cũng có một cái nền nhiệt tình và sự yêu thương để hướng tới một cái gia đình hạnh phúc từ bây giờ.